cái kem Olay thì khách hàng bên em Loan đã dùng rất là nhiều rồi đó, các chị mua rất là nhiều rồi, đã dùng bên em thì các chị biết kem Olay là Choco Effect 7 trong 1 hàm bản của UK thì dùng rất là ok đúng không ạ? Ban đêm là chủ yếu là thành phần chống lão hóa nên các chị em sẽ thấy là nó không nâng tông được nhiều, nhưng tuy nhiên thì vẫn rất là nâng tông đến tầm độ được 2 tông, nên là đi đâu ví dụ như ban đêm các chị em bôi kem Olay vẫn rất là ok nhá. Còn ban ngày SPF chống nắng của nó là 15, rất là nhiều chị em hỏi em là có 30 hay không thì chắc chắn là những cái bản khác là nó có rồi, nhưng mà hiện tại bản Mỹ thì hiện tại là em chỉ có là mẫu SPF là 15. Đó, đi đâu thì tốt nhất là các chị em nên sử dụng thêm kem chống nắng, chứ còn mình ở nhà hay là mình dùng thì chọn những cái loại mà chống nắng nó dưỡng trắng da, chống nắng vừa phải thôi. Đấy, chống nắng nhiều nó cũng không tốt cho da. Ví dụ như những loại nó chuyên về chống nắng nó khác, còn những loại nó chuyên về dưỡng trắng da nó lại khác các chị em nhá. Đấy, vừa dưỡng trắng da lại vừa muốn chống nắng luôn thì thực sự là những cái thành phần đó là nhiều khi là trắng da để mà đạt hiệu quả cao thì nó lại không tốt nha. Đó các chị em, nếu là mình nên chọn những loại một thôi. Đó, chứ còn cái này là SPF là 15 là để khi mà các chị em ngồi điện thoại máy tính này, hay là các chị em ở trong nhà các chị em không cần phải bôi ra thêm kem chống nắng làm gì cho nó khô da ra, mà mình chỉ cần dùng kem Olay là được thôi. Đó, tác dụng chống lão hóa, trắng da, nâng tông. Đấy, make up cho các chị em luôn. Nó dùng rất là ok luôn nha. Thì kem Olay là các chị em hỏi em Loan rất là nhiều luôn, là cái hàng nhái á, các chị em nhiều khách là mua hàng nhái đúng không? Thì thực sự là em Loan phải trả lời cho mọi người thế này này, không có cái chuyện là sale lỗ hay là bán lỗ hay là cái thế nào đâu. Kinh doanh là phải có lời là mới kinh doanh, có lời là mới bán. Chứ không ai bán lỗ hay là sale hay gì cả, nên là các chị em đừng hy vọng là người ta sale hay người ta bán lỗ là không có đâu. Đấy, giá mà mua hai lọ kem Olay Choco Effect mà cái loại 50ml mà chỉ có hơn 200.000 thì các chị em bảo mua làm sao được. Bây giờ em nhập hai hộp vào là đã mấy trăm nghìn một hộp rồi. Bây giờ cả hai hộp mà lại có hơn 200.000 một hộp, có hơn 400.000 hai lọ này thì làm gì có các chị em. Làm gì có luôn đấy. Đó, nhiều chị em lại còn mua 200 mấy cả hai hộp luôn nữa thì em cũng chịu rồi. Còn bó tay hơn nữa là khách hàng mua hàng nhái về rồi hàng nhái có dùng được không chị? Trời ơi, hàng nhái lại còn có dùng được không chị nữa thì tôi cũng chịu luôn rồi đấy. Thế thì cứ dùng đi đừng hỏi nữa. Cái bôi vào mặt mà các chị em bôi hàng nhái mà các chị em lại bảo là hàng nhái có bôi được không? Hiện tại thì em Loan đang cầm trên tay hai mẫu nhá, mẫu 50ml và mẫu 38ml. Nếu mà chị em nào mà chưa dùng ấy mà muốn dùng những cái loại mà nó như thế này á thì các chị em dùng cho em Loan loại 38ml nha. Đấy, loại 38ml nhá. 38ml thì nó sẽ nhỏ hơn, size nhỏ hơn thì nó cũng rẻ hơn. Đấy, chỉ có là hơn 500.000 thôi. Nhưng mà cả bộ to như thế này thì giá thành nó sẽ cao hơn. Bộ to này hiện tại em Loan đang phân phối cho khách hàng là 700.000 bao ship toàn quốc. Đấy, mọi người kiểm tra hàng trước khi nhận nha. Đó, còn mẫu nhỏ thì chỉ có hơn 500.000 thôi ạ. Đó, nếu mà chị em chưa dùng mà muốn dùng thử trải nghiệm thì các chị em có thể dùng mẫu nhỏ này. Mẫu nhỏ này cũng có ban ngày ban đêm nhá. Đấy, giống nhau hết nha, chỉ là nhỏ với to thôi. Đấy, cặp nhỏ cặp to thôi. Đó, giống nhau hết nha các chị em. Thì kem này á thì nhiều chị em hỏi là chị bị nám nhiều thế này chị có dùng được kem Olay hay không, thì là không. Đấy, nám nhiều thì tốt nhất là các chị em dùng sang những loại kem trị nám cho em Loan, nó sẽ đặc trị cho các chị em, hiệu quả cao hơn. Chứ còn kem Olay sẽ là thiên về dưỡng trắng da đó, chống lão hóa rất là tốt nha. Ví dụ như da của chị em mềm mịn hơn, căng bóng hơn, đỡ bị nhăn nheo, đấy, đều màu hơn. Đấy, và nám nhẹ thì các chị em sẽ thấy là nám dần dần mờ đi, chứ nó không đặc trị nám nha. Các chị em bị nám nhiều các chị em tốt nhất là không dùng Olay nhá. Olay nó thiên về trắng trắng da. Đó, nâng tông các chị em tầm 2-3 tông, đi đâu các chị em bôi vào nâng tông đẹp cho các chị em, không cần bôi kem khác nhá. Đó là ok. Đấy, dưỡng trắng da đều màu da, nhưng dùng á nó không trắng nhanh đâu. Các chị em thấy là đi đâu dùng gì nó cũng phải từ từ một tí. Các chị em dùng kem mà các chị em cứ muốn nó nhanh luôn thì chỉ có mấy cái loại kem trộn thôi. Kem trộn mấy cái loại hàng kem Thái rẻ tiền có 100.000 với hơn 100.000 da trắng rất là nhanh. Nhưng mà khi các chị em dùng xong một thời gian, các chị em thấy là cái mặt nó đen sạm, đen xì vào, nám nó mọc đầy luôn, không có cách nào chữa được luôn cơ. Lúc đấy lại mất tiền cực kỳ là nhiều luôn, nên phải dùng cái loại nào phải an toàn. Mà khi mà đã bán rồi thì nhà em phải bán uy tín, chứ không có cái chuyện nhà em gửi vớ vẩn cho khách. Trong những video trước thì em Loan cũng đã phân biệt rồi, mọi người có thể vào video trước nhá. Hoặc là mọi người gõ trên YouTube là phân biệt kem Olay Choco Effect 7 trong 1 thì nó sẽ ra video của em, thì các chị em có thể tham khảo nhá. Đó, còn bên em Loan đã đảm bảo, đã phân biệt cho khách rồi. Em Loan cho khách hàng bóc ra kiểm tra thoải mái thì không có chuyện em bán hàng nhái đâu, em Loan nói thật đấy ạ. Đó, mà bán cả cửa hàng như thế này thì em cứ phải cần cái độ uy tín cao chứ đúng không ạ? Làm gì mà em đi bán hàng vớ vẩn cho khách.
Đó, còn khách hàng nhận hàng kiểm tra thoải mái thì làm gì có bên nào hàng nhái cho khách hàng bóc ra kiểm tra thoải mái, test kem các thứ làm gì có đâu, đúng không ạ? Nên là các chị em yên tâm đi ạ, cứ tin tưởng đi ạ, nó không phải lo đâu. Còn dùng có gì thì em Loan sẽ tư vấn cho mọi người sau nhé. Số điện thoại của em là 0985 328 298. Các chị em có thể liên hệ trực tiếp là inbox Zalo Facebook cho em nhé. 0985 328 298 nha. Ok, xin chào cả nhà.